cả anh em xuống hết mic để cho Tây Vương lên mic cho anh em ơi. Tất cả anh em không spam linh tinh nữa và không lên mic nữa nhá. Mọi người tập trung đi mọi người, giờ ngựa nghiến không quan trọng đâu, vô đánh lậu mà chập cũng chạy bộ thiết bộ nậu thôi, không sao đâu. Ai mà đang quay clip để đăng lên YouTube thì cho chào khán giả ngoài YouTube một câu nhá. Ủa ai đang like vậy Tây Vương? Anh em không nhận e bằng của mình thì thôi nha. Ác em chuẩn bị phơ la chim nha, anh em cố gắng quýnh cho hay nha. Chỉ còn sữa đâu mà phi. Rồi không giỡn nữa này, bây giờ là tới giờ công chuyện của ban hít sáng này. Em yên tâm chứ gì cái đó thì yên tâm nha. Thẻ 200k của ban chủ, về ban chủ tấm 1 rồi sao? Phải trừ những người cái tức phụ ra chứ. Chào mấy thằng YouTuber nha. Các bạn đã tham gia vào buổi live stream của ban hít sáng Thủ Thành Tương Dương trận thứ 4 ở server F555 mọi người, tất cả đem nhận vào cho em nè. Nào tất cả anh em vào tham chiến nè. Bình tĩnh, chào thằng YouTuber cái đã. Từ phút này là anh em xuống mic đó nha, không ai lên mic thì nha. Ai cầm máy trên tay suốt giờ công thành chiến đằng sau quá. Ai cầm máy trên tay suốt giờ công thành chiến đằng sau quá. Nhìn cơ chào quốc ca, đảng quân Việt Nam đi, trong đồng cứu quốc, bước chân rồn vang trên đường ngập đường xa, cờ in máu chiến thắng vàng cùng nó. Anh lãng tử, anh nhắc anh một lần cuối cùng trong giờ hoạt động, không voi nữa anh nhá, kể từ cái voi này, anh em là lên voi, nhắc nhở một lần, sẽ bị cấm chắc. Qua lần thứ hai, lấy voi lần nữa sẽ bị cấm. Phổ biến chiến thuật này. Toàn băng ra ngoài, giết địch, xong. Rồi nghiêm túc ngay, không giỡn được ngay, không giỡn được ngay, hoạt động chính rồi mọi người ơi. Cái băng tình anh em hình như cái băng clone của bọn Thuần thì sao ấy, nãy giờ lên kênh thế giới hơi nhiều. Hát vô tình nha, xuống mic nha. Anh nhắc lại một lần cuối cùng, anh em không tham gia mic được ngay, không quan tâm gì nữa, bây giờ là công thành chiến rồi mọi người ơi. Anh lãng tử ngay, không nhắc anh em nào. Ngay voi của em không trả lời, không cần nói lại. Ngay voi người nào cũng không nói lại luôn. Toàn băng không lên voi. Khổ quá mà anh ơi. Đang la sự chim nói giọng đẹp trai. Bây giờ thì mất hình tượng hết. Toàn băng đi cổng giữa ra cho em nha. Đội 1 lên Bắc, đội 2 xuống Nam. Đội đặc biệt đánh giữa. Toàn băng đánh từ Bắc xuống Nam cho em, di chuyển đúng vị trí nha. Anh em nghe rõ voi, em cầm máy trên tay ngay kỹ giùm em này. Không đi Bắc ra, không đi Nam ra, auto nó chạy kệ nó không quan tâm nghe. Anh em nào cầm máy trên tay, đi từ giữa ra cho em, mình đậu nào lên Bắc, mình đậu nào xuống Nam. Mình là toàn ba trên Bắc lên Nam cho em ngay. Di chuyển đúng vị trí hộ em nha mọi người ạ.
Ủa chủ lực của chị ơi, anh có 5 đồng không đó? Rồi ông tay tặng đi, ông đi bán muối luôn rồi. Ừ phải cái ừ gì á, thâu tôm ăn với chị đúng vị trí mọi người ạ. Toàn bán về cổng giữa, đội 1, đội 2, đội 3 và tất cả đem tay ngắn đánh từ giữa xuống nam. Toàn bao xuống hết chơi cộng nam cho em nè. Toàn bao chuyển hết người ưu tiên là PC của em nào mọi người. Đánh từ cổng giữa xuống cộng nam cho em nè. Toàn băng xuống máy cộng nam nè mọi người ơi. Đội 1, đội 2, đội 3 đánh từ cộng nam ra bên ngoài cho em nè. Toàn bang tam nam, xin tọa độ cổng nam. Kệ đi mọi người, đừng quan tâm, đánh gọi ra đánh đó nha. Ok, toàn bang ôm cổng giữa. Đội 1, đội 2, đội 3, ra cổng giữa luôn, toàn băng cổng giữa. Đội 1, đội 2, đội 3 chạy vòng quanh cái trụ giữa cho em, không cho thằng nào vào cả. Đội 1, đội 2, đội 3 đi tuần cho em nào, chạy quanh cái trụ giữa cho em nào, không cho thằng nào vào trụ giữa hết. Yeah.
nắng biển xanh nha, nhắc em lần cuối cùng là lo tập trung công thành chiến hộ anh nha, đừng spam kênh thế giới hào hữu nha, tập trung đánh hộ anh nè, gọi đâu đánh đó anh em nha, không phàn nàn không ý kiến nha. Toàn mang ôm cộng giữa. Đầu 1, đầu 2, đầu 3 rút vô trong chùa giữa, chạy vòng quanh cho em nào. Đầu 1, đầu 2, đầu 3 đi tung chùa giữa cho em nào, không đánh những người nào. Toàn mang thủ giữa, trụ giữa, về trụ giữa nào. Anh em đội 1, đội 2, đội 3 nghe em nói nè. Cái máy ở giữa trụ bắc và trụ giữa là đó là gọi là đường lùng. Ok nha. Cái máy trụ nam với lại trụ giữa là gọi là đường lùng nam. Ở trên là đường lùng bắc, ở dưới là đường lùng nam. Nhớ kỹ giùm em ấy ha, điểm quan trọng nha, nhớ kỹ nha. Đội 1, đội 2 chặn đường lùng bắc, đội 3 di chuyển chặn đường lùng nam, di chuyển đây.
Bình tĩnh đi, làm thuốc đấy. Vì đúng vị trí của mọi người à. Đủ quá. Anh em đánh chấp mặt là nó ngồi mồi thuốc nó hít như đúng rồi. Anh Sung còn lần nữa lại mời đá bàn á. Thư giãn đi mọi người, bình tĩnh này. Ok, tôi mang thủ cộng giữa. Đội 1, đội 3, thủ trụ giữa. Toàn ban thủ cộng giữa. Đội 1, đội 3, thủ trụ giữa. Đội 1, đội 2, di chuyển đường lùng nam. Đội 3, ôm đường lùng bắc. Toàn ban còn lại ôm chặt cổng giữa kìa. Đội 1, đội 2 nghe em nói này, bảo vệ đường lùng, không lên trụ nam, bảo vệ đường lùng nam kìa. BT đội 3, đứng trước cổng bắc cho em nào, giết người chơi đi.
đội 1, đội 3 di chuyển tới đội H thằng. Đội 2 bảo vệ đường Lung Nam. Toàn bảo vệ chỗ giữa đánh phía sau. Toàn bảo vệ chỗ giữa cho em nào, nhanh nào mọi người. Toàn ban đứng trước trụ giữa, đội 1, đội 2, đội 3 đứng sau trụ giữa, di chuyển lên. Xin tọa độ trụ giữa liên tục, đội 1, đội 2, đội 3 bảo vệ không an toàn cho mình nào. Bình tĩnh lên mày, 3 phút nữa công chiến sẽ mở ra nha, bình tĩnh này. Toàn băng ôm trụ giữa cho em nào, không đánh ra ngoài nè. Toàn ban đánh phía trước trụ, đội 1, đội 2, đội 3 đánh phía sau trụ cho em ngay, không cho thằng nào vào trụ nha. Bình tĩnh nha, bao mình bằng lực chiến bao nó đó, không hơn đâu, bằng nha, lực của mình bằng lực nó đó.
Em không muốn những thằng chạy bớt bị băng thằng hoặc băng một hơn hai tất chạy cho thằng đó. Thấy được trụ giữa cái mọi người ơi, khoanh vòng cho em này. Thủ tật chủ giữ em nào em ơi. Toàn bán thủ trụ giữ cho em nào. Đội 1, đội 2, đánh phía trước cho em luôn nào, không phải phía sau nữa. Toàn bán ôm trụ giữa nào em ơi. Toàn bán ôm trụ giữa nào. Đội 1, đội 3, di chuyển chùa Bắc, 30% để. Đội 2, đánh trụ Nam, 20% để, di chuyển đây. Toàn bắn ôm giữa cho em nào. Đội 1, đội 3, đánh sụp trụ Bắc, di chuyển trụ đó. Em muốn ăn 3 trụ ngay, 3 trụ. Một, hai, ba, xuống trụ Nam. Ok, ba chậu ít đồ phụng không kịp. Chậu còn gì nữa? Không kịp anh. Ma nó b...
đầu của mình đậu xanh. Ba trụ bốn con phượng. Tưởng dưng là của chúng ta. Lại ba trụ. Ok, quá tuyệt vời anh em ơi. Đậu xanh rau má. Tuổi lồn à. Ba trụ mà. Đậu xanh. Đúng giây cuối cùng ăn xong làm tuyệt vời quá. Ủa thế hôm nay thần có về thủ thôn không? Bố ngồi dừng luôn. Ba trụ thôi.